tôi là Dương Tuấn Kiệt đây và các bạn đang xem chương trình Trẻ Em Sinh Tồn. Đây là một chương trình không chỉ dành riêng cho người lớn mà còn dành cho các bạn nhỏ nữa. Đặc biệt là các bạn nhỏ thích trải nghiệm cũng như xử lý các tình huống mà không có phụ huynh ở bên cạnh. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không đến với chương trình Trẻ Em Sinh Tồn, làm chủ thế giới. Đi thôi. Hello, chào mấy con. Nãy giờ đang chơi gì đó? Dạ, đang chơi bập bơ. Nãy giờ mình chơi có mệt chưa ta? Dạ chưa. Có bạn mệt bạn chưa hả? Bây giờ nè, ướt nhẹp mồ hôi không nè. Đi, bây giờ mình ra đây mình ngồi nói chuyện với nhau nha. Con gái ra đây nè. Rồi, mình về đứng nè. Trời ơi, té bây giờ. Rồi, đứng ở đây nha. Và nhỏ chúng ta có thể giới thiệu tên tuổi được không? Dạ, con sẽ là Phụ Nguyễn Minh Kha, năm nay con 7 tuổi. Rất là rưỡi. 7 tuổi rưỡi nữa hả? Có 7 tuổi rưỡi nữa hả? Rồi, dạ. Cái gì nữa? Nó rất là thông minh rồi, rất là thích sách. Đi du lịch, tắm biển. Và con cũng rất là ước mơ được đi câu cá. Con nhất từng câu cá nhưng mà con chưa có câu chúng. Điểm yếu là viết chữ rất là xấu. Tụi con có bé nào thích là làm chủ thế giới, làm bảo vệ thế giới không? Làm siêu anh hùng á? Dạ không. Trời ơi. Không có. Con siêu anh hùng mới là khổ mà. Chứ không khổ lắm chứ bộ. Không rất là. Lỡ người đó không gần mình sao cứu được. Mà giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề. Cứu người khi mà người ta bị điện giật. Thì không biết là tụi con đã từng nghe qua và tìm hiểu về chủ đề này chưa? Con thì không biết gì luôn. Chưa biết hả? Không biết là bình thường tụi con ở nhà tụi con hay sử dụng điện vô mục đích gì nè. Rồi, mời Khang. Dạ, con lấy điện để thường là sẽ là bật đèn lập xếp hoặc xem chi. Còn Kim Anh? Dạ, con cũng vậy. Dạ, còn Trí mình có làm gì khác không nè? Sạc pin. Sạc pin hả? À, sạc pin rồi. Vậy con có biết nếu như mà mình sử dụng điện sai cách thì mình sẽ bị những gì nè? Dạ, con sẽ bị giật điện. Bây chúng ta sẽ tới với tình huống trải nghiệm. Thì trong tình huống trải nghiệm này cần phải có một bạn đóng vai là bị nạn nhân, bị gặp nạn. Thì không biết là ai. Á, rồi vừa nói xong là có Trí giơ tay liền. Trí sẽ đóng vai nạn nhân bị gặp nạn nha. Rồi giờ chúng ta sẽ tới với tình huống trải nghiệm nào. Đi thôi. Đó rồi. Bạn Trí bị giật điện. Bây giờ bạn nào sẽ là người xung phong à, giải cứu bạn Trí? Ai ta? Ai? Đâu giờ hai đứa hứa nè, một trong hai đứa đâu, Kim Anh hay là Khang? Nhẹ lên, nạn nhân bị giật quá rồi kìa, giật này lâu lắm rồi đó, ai ra cứu? Anthony, cho em hỏi là cái tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu đúng cách đó, nó như thế nào ạ? Well, first aid in that situation is very important because a number of things that happen to the body during an electrocution. For example, how long the electricity is passing through the body will determine how much injury there's going to be. So we've got breathing problems, we've got heart problems, and we've got burns. How we treat all three of those in the first few minutes is vital. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là cứu nạn nhân khi mà bị điện giật. Thì không biết là các anh chị đã trang bị những cái kỹ năng kiến thức gì về bị điện giật cho con mình chưa? Nghe đến là thấy sợ rồi, bạn người lớn rồi, rất nghe nó là nguy hiểm rồi. Nên đối với cậu bé mà rất gọi là hiếu động, mình nghịch ngợm mà hay thích khám phá thì phải nói là anh chưa. Chưa dám đụng tới cái chủ đề mà nó rủi ro này. Nếu mà hôm nay các anh chị được xem con mình thực hiện cách hướng dẫn cũng như là cách cứu hộ, cứu nạn nạn nhân khi bị điện giật thì anh chị nghĩ con mình có thực hiện được không? Phải nói là một ẩn số, đặc biệt là trường hợp của Khang. Chưa biết được. Chưa rồi. Biết được như thế nào. Hy vọng là con đã vậy rồi. Được quá, chị giật luôn kìa. Trường hợp không được thông báo đây. Chết rồi, bản chí lại bị giật điện nữa rồi kìa. Sao vậy? Ôi trời. Biết là Khang thường có một cái mối quan tâm là thấy bạn nào mà có vấn đề là hay gọi như là xông pha vào trong lúc này. Nên đây cái đấy cũng là một cái yếu điểm, không phải trường hợp nào cũng có thể vào xông vào cứu ngay như này. Trời đất ơi, con đụng như vậy là con bị giật rồi, con xỉu luôn rồi, sao con còn ngồi nói nữa, giờ sao đây được nữa, đúng không? Rồi, giờ nãy là một cách đúng không? Bây giờ cách gì nữa không ta? Nghĩa là đang có rất nhiều cách đúng không? Nhiều cách. À, chạy vô nhà. Trời ơi, nãy giờ là nửa tiếng đồng hồ rồi đó, không biết là than vô nhà là cái gì mà lâu quá vậy ta?
là bạn ấy đi tìm, có lẽ là tìm kiếm một cái vật dụng gì đấy. Bé ơi, Chiến bị giật quá rồi nè con ơi. Sao là mình tìm nguyên liệu xong chưa? Rồi, bắt đầu vô, nhanh lên. Con nghe cho xong. Rồi, bây giờ mình làm gì nữa? Lấy này, để đi chung kiếm xong cho mình không đắng. Hả? Rồi. Lấy gì? Cái gắn gì đấy. À. Bây giờ nè, tiện mình ngồi, mình ngồi đây nè, đắng đây, đi chung nào các bạn, đi kiếm tiền thôi. Không nè. Sao kiểu tú? Rách luôn rồi. Rách luôn rồi. Giờ sao ta? Quá, cái dây điện. Rồi, cái dây điện dính vô tay mình rồi mình có bị giật không? Rồi. Cách điện mà. Chỉ là đang có rất nhiều cách đúng không? Mày bị sao vậy? Rồi, xong. Chủ thất bại. Well, the first part of the scenario, the kids did quite well. Recognized what the problem was. And more importantly, they recognized what the danger was to them. That's the crucial bit. If they got injured, then we'd have two victims and nobody'd be able to help. So that was the vital part. They took reasonable steps to try to isolate themselves from the problem to keep safe. Some of those steps, however, would not have met with much success. The electrical current flowing through the body causes muscles to contract. So if the victim is holding onto a cable, the muscles will contract and they will not be able to let go. The second point is, things such as latex gloves or surgical gloves, whilst they can be made of rubber or some insulating material, they're not thick enough, so they really won't make much difference. Things like rubber shoes too, or plastic shoes, that was a good call. I didn't think of that one, but that was a good call. And that could work as long as they were dry. But then we come back to the problem of how successful would it be trying to pull that plug out of the wall? And more importantly, how long will it take to do that? So there would have been limited success with what was attempted. However, it took probably 30 seconds to achieve that. It would have been a lot faster, maybe 5 seconds, to just go inside and turn off the power. Rồi và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem chuyên gia Tony sẽ thực hiện cách sơ cứu đúng nhất. Now I can see that there's a problem there already, so I don't have to think about it. I need to turn off this power. And using the same implements that you used before, we can do that also. But instead of trying to take it from his hand, take it from the wall. Wow. Yeah. Now he's isolated. I can just check to make sure if there is power, because I'm not quite sure, with the back of the hand. Yep, yeah. No power. Now I need to make sure that he's still breathing. Yeah. Electricity going through somebody's body will alter their heart rhythm. Mm-hmm. We have to make sure they still keep breathing. And to do that, tip the head back and we look and listen and feel. Head back like this to open airway, and I'm looking to see if there's movement here. So for an unconscious victim, we need to put them on their side to maintain the airway, make sure the airway stays open. There is one tip I would give you though. It's fairly easy for an adult to put a child into the recovery position. But for a child to put another child, or a child to put an adult, can become a bit difficult because of the weights involved. But it's very easy if we just follow these simple steps. And the first one is, whichever way we're going to go, we put this arm out in the direction we want to go. The other arm goes across the shoulder. So essentially, it's like they're just having a little sleep. Okay. And now here's the important part, especially when a child is doing this to an adult. This leg needs to be lifted up. Mm-hmm. So for a heavy adult, a heavy adult, this has just changed the center of gravity and makes it a lot easier to push over. And we just have to grab the shoulder and the hip and just lift. Or if it's a particularly heavy person, we can take the shoulder and this knee and just push. And it's quite easy. We just push onto the side, then bring the leg up and tilt the head back. For an adult doing it on a child, it's quite simple, but for a child doing it on an adult, really need to do it that way to make it a lot easier. Yeah, thank you. Thank you. In this instance, because I established that he was breathing normally, there's no CPR required. But if I found out that he's not breathing normally and not responding, yes, definitely CPR. Before we even check with the breathing, preferably get somebody else to do that. It's a lot easier. So as soon as the victim is not responding, get someone to call ambulance, then we can go with the next steps. Yeah. And tip the head back.
And from here, I'll just keep monitoring his breathing, make sure he keeps breathing until the ambulance arrives.